khí vui tươi, tràn đầy khí thế của buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Chương trình đồng diễn thể dục nghệ thuật do các sinh viên khóa D42 thực hiện với chủ đề Học viện An ninh Nhân dân chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển. Đây chính là kết tinh của sức trẻ, lòng nhiệt huyết, khát khao công hiến của tuổi trẻ Học viện An ninh Nhân dân và cũng là món quà tinh thần đầy ý nghĩa của thế hệ trẻ hôm nay. Tri ân đối với các thế hệ cha anh đi trước dâng lên Học viện An ninh tròn 65 năm tuổi. Chúng ta đang thấy được sự hình tượng hóa cao độ chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện An ninh Nhân dân qua từng màn biểu diễn của các em sinh viên. Chương 1 với chủ đề Những chặng đường đầu tiên đầy gian khổ. Màn biểu diễn đã thể hiện những năm tháng khó khăn gian khổ đầu tiên khi mới bắt đầu hình thành xây dựng nhà trường. Ngay từ sau khi cách mạng thành công, nhà nước Việt Nam non trẻ vừa phải đối phó với thù trong giặc ngoài, vừa phải củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, lớp huấn luyện công an đã được quyết định thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1946. Đó cũng chính là tiền thân và được lấy làm ngày truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân ngày hôm nay. Từ những năm tháng đầu tiên với một ngôi nhà lá làm lớp học, những năm kháng chiến sơ tán đồng cam cộng khổ cùng nhân dân, đến sau này cùng nhau đóng từng viên gạch, xây từng mét đất xây dựng nhà trường ở địa điểm hiện nay, các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên đã luôn phát huy được truyền thống tự lực tự cường, chiến thắng khó khăn gian khổ, xây dựng nhà trường thành một học viện lớn mạnh như ngày hôm nay. Chủ đề những bước tiến lớn lao vượt bậc của Học viện An ninh Nhân dân đang được các em sinh viên thể hiện ý tưởng bằng màn thể dục với đạo cụ. Đó là những thành tích vẻ vang, chiến công vang dội, là những mốc son chói lọi trong lịch sử Học viện An ninh Nhân dân. 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ lúc sinh thời, Học viện An ninh Nhân dân tiền thân là trường huấn luyện công an trung cấp 40 học viên, nay đã trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân. Từ những năm tháng đầu tiên đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, năm 1969 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của Học viện trong việc đào tạo trình độ đại học. Năm 1993 đào tạo thạc sĩ, năm 1995 đào tạo tiến sĩ. Đến nay Học viện đã đào tạo cả 3 cấp học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các loại hình bồi dưỡng cho cả học viên trong nước và các nước anh em. Những bông hoa rực rỡ sắc màu đang được các em sinh viên kết lại thành những vòng tròn lớn trên sân chính là biểu tượng cho những phần thưởng cao quý mà Học viện đã đạt được qua các thời kỳ. Đó là tròn một bộ huân chương của Đảng và Nhà nước, 2 lần được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập hạng nhì, huân chương quân công hạng nhì, huân chương lao động hạng ba, huân chương chiến công hạng nhì, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì. Ngoài ra, Học viện còn vinh dự được nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng huân chương lao động hạng nhất và huân chương hữu nghị. Những phần thưởng cao quý đó là niềm tự hào to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện An ninh Nhân dân. Thank you.
xanh với những bông hoa nhiều màu sắc đang kết thành dòng chữ C500. Chủ đề thương hiệu C500 với những bông hoa nhiều màu sắc đang kết thành dòng chữ C500. Trường huấn luyện công an trung cấp, trường công an trung ương, trường sĩ quan an ninh, trường đại học an ninh nhân dân và từ năm 2001 đến nay là học viện an ninh nhân dân. Mỗi cái tên gắn liền với từng giai đoạn phát triển của học viện và cũng từ rất lâu học viện đã được bạn bè trong và ngoài nước biết đến với cái tên C500. Cái tên đơn giản không được ghi trong một quyết định nào của học viện nhưng lại được khắc ghi trong tâm trí và niềm tự hào của lớp lớp các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên học viện. Cái tên cởi mở đầy thân thiện và tình yêu nghị của học viện cùng với các trường đại học trong ngành công an và các trường đại học trong cả nước bước vào một kỷ nguyên mới của tri thức, của khoa học công nghệ, của hội nhập và phát triển.